Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn cuộc sống đức U70. À, vẫn như thường lệ. Mình không quên gửi lời kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong mùa dịch. Và bây giờ mình tiếp tục chia sẻ một video nói về khoa À, các bạn biết đấy, Khoa thì là một người thanh niên vẫn còn ít tuổi, sinh năm 92 Nhưng rất giàu có, rất thành đạt Từ ở Việt Nam cho đến hải ngoại mà mình xem rất nhiều video của cháu đấy Từ khi mà cháu ở Việt Nam, cháu đi toàn các cái nhà hàng khách sạn à, cao cấp nhất Ở các nước, cái không riêng gì trong nước và bây giờ đến hải ngoại thì vừa rồi đã gặp gặp hạn thì con người ta ai cũng thế các bạn ạ dù khôn đến đâu thì khôn nhưng mà vẫn có lúc kiểu như là uh, vận hạn rồi uh, nó run rủi chứ mình nghĩ thì bạn khoa cũng rất là khôn ngoan giỏi giang mà ở việt nam không bị lừa mà đi sang đến mỹ lại bị lừa một người phải nói là cũng giàu có cũng uh, giàu có và danh tiếng ở mỹ đã sang mỹ lâu thì bạn khoa này là um, chân ướt chân giáo mới sang thì cũng có cái bạn chơi cũng chơi toàn những người là bề thế giàu có à, ví dụ như là juni đặng và vương phạm vương em vượng gì đấy thì vừa rồi là có xảy ra sự cố giữa đoạn là tiền bạc tiền ảo với uh, juni thì lùm xùm trên cộng đồng mạng các bạn đã biết mấy ngày hôm nay chuyện xảy ra thì từ lâu rồi từ à, theo như khoa nói là cách đây một tháng rồi khoa suy nghĩ rất là nhiều và đã bị trầm cảm thì à, đến bây giờ ấy thì à, sự việc nó xảy ra à, vừa vừa qua á, là khoa đăng một cái video lên là chửi bới nói zuni um, Đặng và dùng những cái lời lẽ nó mình thấy nó không được văn minh lịch sự thì đã nhận được những cái lời mà đe dọa về tính mạng về súng ống xử khoa bất kể lúc nào nhưng khoa rất là sợ và khoa đã bỏ trốn đi một cái nơi an toàn và cũng có bạn vương đi cùng bạn bạn vương cũng khá giả cũng thành đạt và hai người nghe đâu là cũng chung nhau mua một cái quán um, cái quán rất là đắt tiền quán uh, quán nẩu đấy không nhỉ hai mươi mấy tỷ hay sao đập đi làm lại rồi chung nhau mua máy bay nhưng mà vừa rồi mình có xem một cái video người ta nói là khoa nổ khoa lừa đảo khoa nói là mua máy bay nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa thấy mua chưa thấy mua <laughs> nhiều khi ấy, không kiêm tốn mà ếch chết đằng miệng à, người việt mình thì hay hay có bệnh sĩ mà cho nên là người ta ngốt người ta dùng đủ mọi hình thức khéo léo để người ta moi tiền của khoa thì đến hôm nay ấy, mình đã được xem một cái video có một bạn đã đứng ra kêu mang khoa mà đã quen biết một cái ông luật sư một cái người luật sư giỏi ở Mỹ và cái người luật sư này ấy, nếu như luật sư ở Đức nhá dù anh cãi được hay không cãi được khi đã gặp luật sư là tiền các bạn ạ một lần nói chuyện là năm chục oigo rất là đắt nhưng mà bạn ở Mỹ bạn ấy chia sẻ là một cái cái người luật sư đấy rất là tốt mà đã làm cho nhiều người rồi. Rất là tốt và à bạn ấy có gợi ý, có đứng ra gợi ý nói là nếu như khoa cần thì khoa cứ nhờ bạn ấy sẽ giúp đỡ. Đấy các bạn thấy không? Chính nghĩa bao giờ cũng thắng phi nghĩa, nếu thật sự khoa bị mất tiền, rất nhiều người trên cộng đồng mạng thương khoa và người ta tìm cách kêu mang giúp đỡ khoa cho nên là bạn ấy nói là cái người luật sư này rất là giỏi rất là tốt và thắng được thì mới lấy tiền còn không thắng không lấy tiền quá tuyệt vời luôn các bạn Úi trời ơi ở đức này không có đâu nhé các bạn ở đức không có luật sư như thế đâu động vào luật sư là tiền dù thắng hay bạn gặp luật sư là tiền mà không phải gặp dễ dàng nhé phải có hẹn là noi kể cả tòa án cũng thế đã kiện ra tòa án ai là người thua kiện thì mất tiền mà kiện ở tòa án ở đức nó đắt lắm chứ không phải như ở việt nam cho nên đây là mình nói chuyện ngoài lè một tí cho những người đức ấy, ở đây họ rất sợ cưới một là cưới là họ sợ là ràng buộc hai nữa là họ sợ cưới là khi mà ra tòa mất tiền tòa rất là đắt tiền tòa và luật sư rất là đắt cho nó không có rẻ như ở việt nam cho nên họ rất là sợ cưới Riêng người Đức Có những người họ sống với nhau đến 2-30 năm Họ có con Họ mua nhà Nhưng mà họ không cưới đấy các bạn ạ <laughs> Rất là hay Thì trở lại cái Cái câu chuyện Mà có một bạn Bạn ấy chia sẻ là bạn ấy sẽ giúp đỡ Khoa Mà bạn ấy rất là thương Bạn ấy nói là cũng giống như bạn ấy thôi cái ngày bạn ấy mới bước chân sang Mỹ, chân ướt chân giáo, thì không biết gì và nhận được rất nhiều những cái kỳ thị của người Việt là bao giờ cũng thế người Việt mình như thế mà bất kể ở nước nào mình cảm thấy người ta vẫn mang theo những cái những cái cái cái, cái nói chung là những cái nó không lành mạnh nó không tốt từ ở quê hương qua à, ví dụ như là thấy giàu thì tôn trọng và kính nể và thấy nghèo thì khinh người ta ra mặt thì khoa này cũng không ngoại lệ là chân ướt chân giáo mới sang thì ma nới mới bắt nạt ma cũ nhưng mà đây là nói chung thôi chứ không phải ai cũng thế đúng không các bạn có rất nhiều người tốt có rất nhiều người tốt đấy cũng như là các bạn bạn ấy thấy khoa như thế bạn ấy đã đứng ra bạn ấy đã xin đám khoa là nếu như khoa cần thiết thì cứ vào kênh của bạn đi nói với bạn thì bạn sẽ giúp đỡ sẽ giới thiệu luật sư cho Chối các bạn nhìn cái tóc của mình nó xấu không này đấy mình sấy xong người đi ngủ là nó cứ nó cứ chổng ngược lên đấy, đấy còn nếu mà gội mà không sấy cứ để nó tự khô á nó mượt đẹp lắm các bạn <laughs> đấy thì cháu khoa nếu mà cháu khoa chưa biết đến cái kênh của bạn đấy thì cháu khoa nên tìm đến và hoặc là tìm luật sư tìm luật sư giỏi ấy, để người ta giúp đỡ còn ở đâu cũng có luật rừng ở mỹ cũng có bất kể nước nào cũng có người việt mình người ta đều có luật rừng hết thì cháu khoa nên tìm đến cái bạn này để mà nhờ bạn ấy giúp đỡ chứ còn không có đi ẩn náu được mà cái tính mạng của mình nó rất là mong manh và tìm đến pháp luật để pháp luật giúp đỡ nhưng mà dù sao ấy, thì pháp luật người ta cũng không thể mang mình đi người ta giấu hoặc là người ta uh, giúp đỡ mình uh, người ta bế hãng mình trong tay như là mẹ bế con được. Thế là mình có thân là mình phải tự lo thôi, cháu khoa. Thế là mình có thân mình phải phải uh, tự lo nên nên tìm đến cái bạn mà bạn ấy giới thiệu luật sư cho mình đi để một là tìm ra cái cái chân lý của mình, uh, cái cái sự công bằng của mình. Và cái thứ hai nữa là cái an toàn cho cái tính mạng thì cái video này là mẹ cô chia sẻ. Thì cô thấy hay thì cô chia sẻ, kênh của cô thì nó cũng chưa được phát triển. Nhưng mà nếu mà bạn khoa xem được hoặc là bạn nào xem được thì cũng nên là tư vấn cho khoa để cho khoa có những cái sự an toàn bình yên các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ xin dừng video ở đây. Mình rất mong quý vị và các bạn xem video và ủng hộ U70 nhé các bạn nhé. Trời ơi, người ta thì dễ dàng mà sao mình nó khó khăn thế không biết được. 6 tháng nay không tăng được một lời lượt đăng ký nào hết đấy. Sao mà nó khó thế cơ chứ này Mong các bạn giúp đỡ U70 nhé các bạn nhá. giúp đỡ U70. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ bye bye các bạn. Hẹn gặp bạn, hẹn gặp các bạn đến video sau nhé. Bye bye, chúc các bạn một ngày mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an trong mùa dịch. Bye bye.